Rồi, tiếp theo là một cây sâm hương siêu bự nha quý vị. Củ nở đế luôn nha. Cái hoành đế là 4 tấc nha quý vị. Còn ở trên cái thân này là trên 3 tấc nha. 3 tấc ăn lên nha. Chiều cao là khoảng chừng một gang tay là 2 tấc 2. Là tới cái đỉnh nó rồi. Đây cây sâm hương. Đó. Củ đế đây. Hoành nội dưới này là 4 tấc nha, còn ở trên ngay chỗ này nè là khoảng 3 tấc ngoài nha quý vị. Đó. Mặt sau đây. Đó, hồi nãy là mặt trước, giờ mặt sau. Đây. Cây này có giá là 700 nha quý vị. 700k nha. Rồi, quay qua mặt trước nha. Đế nó đây nha, rất là đều nha quý vị. Đây. Rồi, cây sâm hương 700k. Một cây sâm hương siêu bự luôn. Rồi. 700k một cây sâm hương. Đây tỷ lệ đây. Rồi, một cây sâm hương 700k, không khí vận chuyển. Rồi, xin kết thúc.